chuyển sang những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý khác. Hôm nay thì giải quần vợt vô địch đồng đội quốc gia 2016 đã chính thức diễn ra tại thị xã Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Và trong ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung đồng đội nam, chiến thắng đã thuộc về các đoàn Công an Nhân dân và Quân đội 2. Sau đây là tổng hợp ngắn của chúng tôi về ngày đầu tiên của giải đấu. Ở trận đấu mở màn giữa Công an Nhân dân và Kiên Giang, Ngô Đức Dương đã tỏ ra vượt trội so với Lâm Hoàng Nam khi giành chiến thắng 6-2 và 6-3 để tạo tâm lý tốt cho đàn anh Hoàng Thành Trung bước vào trận đánh đơn thứ hai gặp Trần Minh Tứ. Tay vợt kỳ cựu này dễ dàng có được chiến thắng chỉ sau 2 set với cùng tỷ số 6-3 để giúp Công an Nhân dân giành vé vào tứ kết. Thành Trung đã phán đoán do ngày hôm qua là đội của Công an Nhân dân tập luyện với cái nắng 12 giờ. Nó cũng khá là nắng cho nên hôm nay cái thời tiết nó dịu hơn. Cho nên đội Công an Nhân dân của mình có một cái chiến thắng rất là nói chung dễ dàng hơn so với những đội khác. Trong khi đó, trận đấu giữa Quân đội 2 và Thành phố Hồ Chí Minh 2, các tay vợt của quân đội cũng không gặp quá nhiều khó khăn để giành thắng lợi chung cuộc 2-0 trước các tay vợt đến từ thành phố mang tên Bác. Sau khi Triệu Hoàng Hiếu và Đặng Ngọc Vinh lần lượt vượt qua Phước Đẳng và Hoàng Hùng để giành quyền vào vòng tứ kết gặp đội Đà Nẵng. Đà Nẵng là đối thủ rất là mạnh. Họ đang sở hữu tay vợt số 1 Việt Nam hiện tại là Phạm Minh Tuấn và một tay vợt trẻ cũng rất là tiềm năng là Lê Khắc Tùng Lâm. Thì đấu pháp của tôi là cố gắng giữ nhịp bóng đều và chờ đợi thời cơ thích hợp rồi tung ra những pha phản công. Ở nội dung của nữ, các đội thi đấu theo thể thức Fed Cup chia làm hai bảng. Ở bảng A, Kiên Giang 1 có chiến thắng tuyệt đối 3-0 trước Hà Nội. Trong khi đó, bảng B, Đà Nẵng cũng có chiến thắng 3-0 trước Kiên Giang 2. Thưa quý vị, trong các giai đoạn sản xuất truyền hình thì có thể nói quay phim là một nghề khá vất vả và vì thế người ta thường nghĩ là nó phù hợp hơn với nam giới. Nên rất hiếm khi người ta nhìn thấy những quay phim nữ, đặc biệt là ở Việt Nam. Tuy nhiên thì tại giải quần vợt đồng đội đang diễn ra ở Đắk Nông, chúng tôi lại bắt gặp một cô gái yêu thích nghề vất vả này. Thao tác thuần thoát, di chuyển máy linh hoạt, xông xáo chẳng kém các đồng nghiệp nam. Cô là Nguyễn Thị Thùy Dung và là quay phim của báo Đắk Nông. Bằng cái sự yêu thích của mình, thật ra khi đi quay phim thì học được rất là nhiều điều, với lại gặp gỡ rất là nhiều điều. Tự cảm thấy nghề quay phim là một nghề rất là hay, đem lại rất nhiều trải nghiệm mới. Mỗi lần đi là một lần trải nghiệm. Yêu thích và theo đuổi ngành học quay phim đạo diễn tại cao đẳng truyền hình, rồi ra trường, theo nghề. Tới nay, Thủy Dung đã có 2 năm kinh nghiệm vác máy xông pha các sự kiện. Đối với những gia đình thông thường, có lẽ sẽ khó để con gái theo cái nghề được coi là dành cho đàn ông này. Thế nhưng, Thùy Dung may mắn hơn khi niềm đam mê của cô lại nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Đó có thể coi là một thuận lợi trong những khó khăn trên con đường cô đã chọn. Khi đi tác nghiệp ở ngoài hiện trường thì thật sự là con gái thể lực yếu. Máy quay nhiều khi so với cánh đàn ông thì nó không là gì cả. Nhưng mà so với mình thì thật sự là nhiều khi nó cũng hơi nặng. Đi nhiều khi mệt lắm. Nhưng mà đã thấy rất là vui. Ở Việt Nam vẫn có quay phim nữ, nhưng số lượng không nhiều. Vì ngoài vấn đề sức khỏe, quay phim nữ còn phải đối mặt với việc xa gia đình trong thời gian dài. Hay gần gũi hơn là việc chăm sóc ngoại hình cho bản thân. Tuy nhiên Thủy Dung không cảm thấy đó là vất vả, mà ngược lại, còn coi sự vất vả này là niềm vui, là thử thách cần phải chinh phục. Hy vọng được đi nhiều, để có thể truyền tải những thông điệp bằng hình ảnh có ích tới khán giả. Hiện nay ở Đắk Nông thì Đắk Minh, Cư Rút và Crom Nô là ba nơi hạn hán rất là nặng. Thì thấy người dân rất là khổ, tức là nước như vậy thì thật sự là cũng muốn làm một cái gì đó để giúp cho người dân bớt đi cái nỗi khổ của mình. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mai thì giải quần vợt đồng đội vô địch quốc gia 2016 sẽ tiếp tục sôi động với những trận đấu đáng chú ý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lịch thi đấu cũng như tường thuật trực tiếp tại giải đấu này. Ngày mai giải quần vợt vô địch đồng đội quốc gia sẽ diễn ra 4 trận đấu đồng đội nam, trong đó có 2 trận tứ kết. Cả 2 trận đấu này đều diễn ra trên sân trung tâm giữa Bình Dương 1 gặp Công an Nhân dân và Quân đội 2 gặp Đà Nẵng. Những trận đấu hấp dẫn này sẽ tường thuật trực tiếp trên hai kênh Thể thao TV và Thể thao TV tin tức HD bắt đầu từ lúc 8 giờ. Trong khi đó ở các sân đấu còn lại thì 2 trận đấu vòng 1 nội dung đồng đội nam sẽ diễn ra khi mà Quang Phước, Tây Đô, Cần Thơ gặp Hà Nội 1, còn Bình Dương 2 gặp Thanh Hóa. Ở nội dung đồng đội nữ, ngày mai sẽ diễn ra 2 trận đấu Thành phố Hồ Chí Minh 1 và 2 sẽ lần lượt gặp các đối thủ là Hà Nội và Kiên Giang 2. Diễn biến và kết quả của các trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt vô địch đồng đội quốc gia sẽ tiếp tục được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin Thế giới thể thao tiếp theo.